chuyện là mình muốn là có nhà đó, thành ra có mình chị có để ý anh nào phải có nhà à. Hay là chị để ý anh nào là nói nghe thôi à, anh Đình Trần gì á, với lại là chú Thụy. Đình Trần là Việt Kiều Mỹ 55 tuổi. Chú Thụy là Việt Kiều Mỹ 74 tuổi. 74 tuổi. Với lại lương một tháng gần 2.000 đô. Đúng rồi. Trần thì làm là trong hãng máy bay Boeing của Mỹ. Đúng rồi. À, lương tháng cũng 7-8 ngàn đó. Anh có thể nhiều tiền đó. Ủa? Còn là chú Thụy thì công khai luôn là lương hưu là một tháng đi hai gì đó là 2.000 đô. 2.000 đô rồi sơ sơ là 50 củ rồi. Nhưng mà mấy chú đang ở chợ làm xe bảo vệ phù hợp thì đến với mình được không? Chị có cho người ta cơ hội tìm hiểu không? À, không em ơi. Ví dụ như anh nào cũng có nhà luôn nhưng mà lương tháng có 5-6 triệu thôi, chị có đồng ý không? Không, không đồng ý. Tại vì một chú mà có nhà ở Việt Nam thì thu nhập khoảng bao nhiêu thì mới đủ? Chắc khoảng 20 triệu. 20 triệu trở lên mới đủ ha. Ví dụ như là có mấy anh ở Việt Nam ở đây mà có nhà cửa ổn định thì vẫn được đúng không chị? Đúng rồi em. Có nhà mới được, còn không có nhà là hơi khó ha. Bây giờ ví dụ như mấy chú đang ở chợ làm xe ôm bảo vệ phù hợp thì đến với mình được không? Chị có cho người ta cơ hội tìm hiểu không? À, không em ơi. Dạ. Bây giờ ví dụ như mà chị đi chương trình này thì có nhiều người dễ thương mà chị dễ thương á, thì nhiều anh nhiều chú thích chị, nhưng mà mấy anh mấy chú nó đang làm xe ôm phù hộ đang ở chợ, chị có đồng ý không? Không em ơi. Không được ha. Sao thế? Bây giờ ví dụ như anh nào cũng có nhà luôn nhưng mà lương tháng có 5-6 triệu thôi, chị có đồng ý không? Không, không đồng ý. Bây giờ mấy chú mà ở dưới quê á, có nhà cửa, về về dưới quê làm vườn này kia, chị thích không? Không, không được đâu em ơi, ở thành phố. Sao? Ở đây á. Bà thích về thành phố rồi. Ví dụ anh nào cũng đi làm công nhân bảo vệ, nhưng mà anh ấy có thu nhập, anh ấy về anh ấy phụ nuôi con cùng chị. Tuy rằng không được 20 triệu, nhưng mà cũng có phụ chị bớt một phần nào đó, chị chịu không? Thôi. Sao thế? Thế bây giờ méo mó có hơn không? Em, tức là em nói là không có nhà đó hả? Không cái có đó, nhà, thôi, chỉ có lương thôi. Thì lương không có nhà. Thế nhà. Nhưng mà thì báo ông Kiều. Mình buôn bán càng tốt ha. Ừ. Nếu ấy thì Việt Kiều cũng được. Mà ví dụ như giờ chương trình em nhiều Việt Kiều nha. Úc nè, Canada, Mỹ, rồi Pháp, rồi Việt Kiều, Campuchia, Lào cũng có nữa. Ừ. Là Campuchia, Lào được không? Thôi em. Sao vậy? Không, chị không thấy thích mấy nước bên châu Á đó. Nhưng mà ý là bây chị Lê xin chào tất cả các bạn quý vị anh chị em đang theo dõi kênh của chị Lê. Hôm nay là chiều ngày thứ 6 tuần thứ 3 của tháng 9 năm 2024. Thì chị Lê bữa nay tiếp tục chia sẻ về vấn đề kết nối yêu thương của một số người ở trong nước Việt Nam và những người hải ngoại. Thì bữa nay chị Lê có hai cái đề tài muốn chia sẻ cho các bạn, đó là một U68 ở Việt Nam, tức là người đàn bà 68 tuổi muốn kết nối lại ông Việt Kiều Mỹ đã nghỉ hưu 74 tuổi, và một người nữa là U53 tuổi cũng là người Việt Nam muốn kết nối với lại hai ông Việt Kiều, đó là ông Việt Kiều Mỹ đã nghỉ hưu 74 tuổi và đang lãnh lương hưu là 2.000 tháng, và một anh Việt Kiều nữa là anh Việt Kiều Đinh Trần U55 tuổi. Làm trong hãng Boeing, có tiền lương hàng tháng là 7-8 ngàn một tháng. Đó là cái đề tài chị Lê muốn chia sẻ bữa nay. Tuy nhiên cái đề tài này quá dài cho nên chị Lê muốn chia ra làm hai cái video khác nhau. Thì chị Lê muốn chia sẻ U53 tuổi muốn kết nối lại hai ông Việt Kiều này. Đó là chị Lê muốn chia sẻ cho các bạn cái video bữa nay. Xin mời các bạn theo dõi. Chị cũng còn năm mấy tuổi thì kiếm anh nào cũng năm mấy tuổi rồi, người ta về ở chợ người ta lo cho mình được không? Không. Cực ha. Khi chị Lê vào đề tài này, chị Lê muốn nói tóm tắt lại về cái lịch sử của ông Việt Kiều U74 tuổi đã nghỉ hưu. Mình đã chia sẻ cái lịch sử của ông ta vào những cái video trước đó. Thì sau khi chị Lê thấy ông Việt Kiều 74 này á, 74 tuổi này lên trên mạng để tuyển vợ các bạn, thì ông này rất là đắt giá luôn. Có rất là nhiều người ta muốn làm quen với ông ta nha. Và hai cái video trước đó cách đây khoảng 1-2 tuần các bạn, chị Lê có chia sẻ đó, thì có U51 tuổi muốn kết nối với ông và U55 tuổi cũng muốn kết nối với ông, là những người trẻ tuổi không. Nhưng mà không biết sao ông này ông chưa có chọn các bạn. Có rất là nhiều người ta muốn kết nối với ông. Có lẽ là ông này ông đang đợi cái người nào mà xứng đáng nhất.
cũng 74 tuổi rồi, thì lương hưu một tháng là 2.000, thì trong cộng đồng mạng đó, trong những cái bình luận các bạn, thì người ta nói rằng là ông này là ông Việt Kiều nổ. Để chị Lê giải thích tại sao người ta nói ông Việt Kiều này là ông Việt Kiều nổ nha bạn. Ok các bạn, sau đây chị Lê sẽ tóm tắt về lịch sử của ông Việt Kiều U74 tuổi. Đó là Việt Kiều Mỹ, ông đã về hưu và có lương hưu là 2.000 đồng một tháng. Thì trước đó chị Lê đã chia sẻ rồi bạn, thì ông sinh năm 1950. Thì ông Việt Kiều này ông qua Mỹ trên 40 năm các bạn. Thì ông qua Mỹ lúc đó ông có hai mươi mấy tuổi thôi, thì ông làm đi làm, ông nói ông đi làm trên 40 năm đó. Thì nghe nói là ông làm về ba hồi ông nói là ông làm về giáo sư trong trường trường học nào đó, xong rồi ông nói ông làm tài xế để lái những cái chiếc xe school bus các bạn, cho học sinh đi học đó. Thì ông nói là ông làm được trong 40 năm mà cái lương ông 2.000 một tháng. Và ông nói rằng là khi mà ông về Việt Nam tuyển vợ thì ông sẽ mua khách sạn, mua hotel cho người vợ, hoặc là mua nhà cho người vợ ở, hoặc là đăng kinh doanh về mấy cái farm nông trại gì các bạn. Rồi muốn qua Mỹ ở thì ông sẽ mua nông trại để trồng trọt hay là chăn nuôi gì đó. Thì ông nói ông có tiền. Thì điều này có đúng hay không các bạn? Thì chị Lê đã chia sẻ cái video trước đó, cách đây cũng khoảng 2 tuần đó. Thì nghe cái tin ông nói rằng là ông là cái kiểu mà ông nói ông về Việt Nam ông mua khách sạn hotel gì đó, mình thấy vô lý. Tại vì cái lương ông tháng có 2.000 tức là cái tiền ăn xin xã hội bằng 2.000, nhưng mà cái lương của ông làm vậy á là một người mà tài xế lái những đi xe buýt đó, để chở học sinh đi tới trường các bạn. Thì công việc này chỉ có được 9 tháng hoặc là 10 tháng một năm thôi. Trong những tháng còn lại thì mình không có việc làm thì nhà trường có trả không? Thì những cái hãng tư nhân mà chở học sinh cho học sinh đi học đó, họ không có mướn bạn trong thời gian đó, thì bạn phải apply cái unemployment, tức là tiền thất nghiệp các bạn. Thì mình làm chưa có đủ 12 tháng trong một năm. Thì cái nghề của ổng là ổng ba hồi ổng nói ông làm giáo sư, ba hồi ổng nói làm tài xế lái xe buýt gì đó. Thì mình nghĩ rằng là cái lương của tài xế không có nhiều á. Rồi làm năm có 9 tháng, 10 tháng, còn những tháng kia là không có việc làm thì mình đi xin thất nghiệp, tiền thất nghiệp. Thì lương cũng không nhiều đâu, thì 2.000 tháng là cũng có thể có đó, tại vì ông làm trên 40 năm về cái nghề đó. Đó thì rồi ông nói rằng là ông mua khách sạn, hotel gì đó cho người vợ mà sắp cưới các bạn. Thì nghe ông nói là các bạn thấy hợp lý hay không? Thì Lê nghĩ là không hợp lý rồi. Bởi vậy cộng đồng mạng mới nói là ông này là ông Việt Kiều nổ. Với lại người ta hỏi, người phỏng vấn hỏi ông là ông đang ở với ai, thì ông nói là ông đang ở với một người cháu ở chung nhà đó, và ông trả tiền mướn nhà hàng tháng là 500 đô. Thì thật ra ông không có nhà ở bên Mỹ luôn, tức là ông ở bên Florida, tiểu bang Florida các bạn. Trả nhà hàng tháng cho cái người cháu 500 đô một tháng, thì ông không có nhà ở bên Mỹ, thì lấy tiền đâu ra, ông có tiền mua nhà, mua khách sạn ở Việt Nam các bạn. Đó là lý do tại sao mà người ta nói rằng là ông này là ông Việt Kiều nổ. Thì sau đây chia sẻ cho các bạn xem cái ông Việt Kiều này là có cái hình ảnh đại diện ra sao nha bạn. Thì nếu các bạn nào muốn tìm hiểu thêm, các bạn có thể vào những cái video trước đó chia sẻ có chia sẻ các bạn. Thì chia sẻ rất là nhiều về ông Việt Kiều này. Đó. Đây. Đây là ông Việt Kiều Việt Kiều Mỹ 74 tuổi nha, đã về hưu và có lương hưu là 2.000 đồng tháng. 74 tuổi. Và ông đã ly dị vợ rồi các bạn. Ông ly dị vợ rồi lúc năm 2012 gì đó, nghe nói vậy đó. Thì sau đây chia sẻ cho các bạn xem cái người mà U53 là cái cô này có hình ảnh đại diện ra sao. Đây là U53 nha các bạn. Người cô gái nè. Đó, cô gái này nè, U53. Thì bà ta muốn kết nối lại hai ông Việt Kiều này luôn. Thứ nhất là ông Việt Kiều Mỹ 74 tuổi, và một người ông Việt Kiều khác là ông Đinh Trần. Ông Việt Kiều 74 tuổi tên Thủy nha bạn, tên Thủy, Thủy gì đó. Còn ông Việt Kiều 55 tuổi là ông tên là Đinh Trần. Đó. Thì ông này là ông làm cho hãng Boeing, có lương hàng tháng là 7.000 cho tới 8.000. Thì sau đây chị Lê cho các bạn xem một cái vài cái phần audio của cái người phỏng vấn lại cái bà U53 này ra sao nha.
Mình thấy ông Việt Kiều Mỹ 74 tuổi này rất là đắt giá luôn, mà cái kiểu mà ông chia sẻ trên cộng đồng mạng là thì người ta nói là ông này là ông Việt Kiều ngổ. Thì không biết là những cái vấn đề mà ông này ông nói ra vậy ông có thể làm được hay không thì mình cũng không hiểu nha các bạn. Thì rất là hấp dẫn cho những cô gái, những cái người lớn tuổi ở Việt Nam á, những bà, những cô đang có kiếm chồng Việt Kiều đó, thì rất là hấp dẫn luôn. Cho nên có rất là nhiều người người ta muốn kết nối với ông ta mà ông ta cũng chưa có chọn được ai á tới thời điểm này, tức là hơn tháng nay rồi các bạn. Thì sau đây chia đưa cho các bạn xem cái phần audio nha. Làm sao em bảo vệ phù hộ đến với mình được không? Chị có cho người ta cơ hội tìm hiểu không? Không em ơi. Ví dụ như anh nào cũng có nhà luôn, nhưng mà lương tháng có 5-6 triệu thôi, chị có đồng ý không? Không, không đủ. Đấy, tại vì một chú mà có nhà ở Việt Nam thì thu nhập khoảng bao nhiêu thì mới đủ? Chắc khoảng 20 triệu. 20 triệu trở lên mới đủ ha? Đáng đi làm thì chị lo cho con chị, còn thành ra ai lấy chị về thì cái đó là phải lo một rồi ngày chị. Cơm nước. Đúng rồi, rồi còn chị... con chị thì không yêu cầu. Con chị thì chị nuôi, đúng nhưng rồi. Mà anh nào lấy chị về là phải nuôi chị. Đúng rồi. Thì cũng giống như là nuôi con chị thôi, cái đó là tìm kiếm chú nào phải có nhà thành phố mới được. Đúng rồi. Có cần thiết phải ở, ví dụ như Hóc Môn, Củ Chi được không, hay là phải quận gần gần thành Sài Gòn? Thôi mấy quận gần gần đi. Tân Bình với lại quận 7, quận Hưng rồi kia ha. Cái trung tâm đúng không? Củ Chi, Hóc Môn là sao biết tiếp. Rồi, thay mặt mấy anh em ở đây, em chào chị. Chào em. Dạ, trước hết thì chị cho biết chị tên gì, bao nhiêu tuổi? Chị tên là Nguyễn Thị Phương Thảo, 53 tuổi. Nguyễn Thị Phương Thảo. Mình đến từ đâu chị ha? Chị ở lên quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Tình trạng hôn nhân gia đình mình sao chị? Chị đã ly. Quận Bình Thạnh là cái quận mà chị Lê thường xuyên ở, chị Lê ở quận Bình Thạnh luôn. Ở đó khoảng 20 mấy năm á, trước khi chị Lê tới Mỹ. Không. Rồi, đi hôm lâu chưa? 2.5 rồi em. Rồi, từ 2 năm nay mình có tìm hiểu thêm anh nào nữa không? Không em. Mình nói vậy luôn ha. Rồi, chị có mấy người con? Chỉ có một đứa con gái thôi. Con lớn chưa chị? 18 tuổi em. Con đang ở chị hả? Ở bên cha? Ở bên chị. Dạ. Rồi, hiện tại thì chị làm công việc gì? Chị bán phụ người ta bán quần áo. Chị vừa bán phụ đồ áo ha. Lương tháng thì thu nhập đỡ không chị? Đỡ chừng 6 triệu rồi em. Vậy cũng được ha, đủ sống. Rồi hôm nay mình lên tìm một người yêu thương như thế nào chị ha? Chị tìm một người hiền lành, chân thật, không có gia trưởng, có đạo đức. Có cần độ tuổi hay sao không? Tuổi thì từ 53 tuổi trở lên tới 7 mấy cũng được. Rồi 75. Lên chương trình chị ngắm anh nào chưa? Có, chị có để ý, tại vì cái điều kiện là mình muốn là có nhà đó, thành ra có, mình chị có để ý. Anh nào phải có nhà? Hay là chị để ý anh nào là nói nghe thôi? Anh Đình Trần gì với lại là chú Thủy. Chú Thủy là Việt Kiều Mỹ 55 tuổi. Chú Thủy là Việt Kiều Mỹ 74 tuổi. Với lại lương một tháng gần 2.000 đô. Đúng rồi. Wow. Với lại có một cái người gì nào mà bật lên coi thấy là huấn luyện viên bóng đá đó, mà ở Biên Hòa mà bữa kỳ nào mà có 8 cô mà vô mà để ghi hình đó, để cho chú đó chọn á. Chị tìm cái bài của chú đó, chị tính chị coi nhưng mà tìm không được. Ồ, nhưng mà chị chọn hai anh Việt Kiều Mỹ rồi, chọn anh đó chi nữa? Không. Tức là cái tiêu chuẩn của mình là không phải, không cần là mình đi nước ngoài. Nhưng mà tại vì okay, cái hai người đó, người ta nói ở Việt Nam muốn có nhà thì người ta có thể mua nhà được ở Việt Nam, thành ra chị mới chọn. Chứ không nhất thiết là phải đi Mỹ. Đúng. Bây giờ, ví dụ như là có mấy anh ở Việt Nam ở đây mà có nhà cửa ổn định thì vẫn được đúng không chị? Đúng rồi em. Có nhà mới được, còn không có nhà là hơi khó ha. Bây giờ ví dụ như mấy chú đang ở chợ làm xe ôm bảo vệ phù hộ thì đến với mình được không? Chị có cho người ta cơ hội tìm hiểu không? Không em ơi. Dạ, không được ha. Không được. Chị, bây giờ mình đang làm công việc gì? Chị phụ bán quần áo. Ok. Phụ bán quần áo ha. Ồ, lương tháng mình ổn định không? Cũng 6 triệu thôi à. Bây giờ mình đang ở nhà, mình ở đâu? Chị ở nhà mẹ chị. Ồ, bây giờ mình kiếm anh nào là phải có nhà. Việt Kiều Mỹ càng tốt. Nhưng mà hai anh Việt Kiều đó, sao mình lại thích hai anh Việt Kiều đó? Thấy cái cách nói năng điềm đạm, chín chắn,
Với lại chị coi thì hầu hết số bật lên là toàn nữ không à, nam ít thấy, mình thấy có 2 người anh bài Kim Trần thì làm là trong hãng máy bay Boeing của Mỹ. Đúng rồi. Lương tháng cũng 7-8 ngàn đó. Anh có wow. Tiền nói có nói lương tháng chị không hả? Anh nói kín thôi chứ không nói trên mạng. Còn là chú Thụy thì công khai luôn là lương hưu là một tháng 2 gì đó là 2.000 đô. 2.000 đô rồi sơ sơ là 50 củ rồi. Nói chung là chú Thụy thì cũng hơi lớn tuổi, lớn hơn chị là 21 tuổi lần. Có sao không? Mình thấy cái điều kiện thấy cũng được. Điều kiện khá quá ha. Bây giờ ví dụ như mà chị đi chương trình này thì có nhiều người dễ thương rồi. Chị dễ thương á, thì nhiều anh, nhiều chú thích chị. Nhưng mà mấy anh, mấy chú nó đang làm ở xe ôm phụ hồ, đang ở trọ. Chị có đồng ý không? Không em ơi. Không được ha? Sao thế? Tại vì tùy theo nữa, cái ngoài cái điều kiện kinh tế thì mình coi hai người đó mình thấy cái là có nhà mới thấy cái hai người kiểu như nói chuyện theo cái cách điềm đạm có học á. Nhưng mà bây giờ sao vậy? Ta lo lắng cho mình, ta chạy xe ôm phụ hồ, ta vẫn là lo được mà, lương tháng cũng được 10 triệu, mười mấy triệu mà. Không, chạy mà để được tới cái mức lương đó đó là chạy cực lắm á, cực lắm mới được như vậy á. Chứ còn không thôi là chỉ có 6-7 triệu thôi à. Chính xác các bạn. Mấy ông xe chạy xe ôm á, muốn kiếm cái số tiền trên 10 triệu á, phải chạy mỗi ngày chạy rất là nhiều luôn thì mới có số tiền đó. Còn thông thường là khoảng 6-7 triệu thôi. Thì cô này nói cũng chính xác thôi. Thì xin mời các bạn nghe tiếp nha. Bây giờ ví dụ như anh nào cũng có nhà luôn nhưng mà lương tháng có 5-6 triệu thôi, chị có đồng ý không? Không, không đồng ý. Tại vì một nếu như mà chị làm nhiều thì mức đó thì chấp nhận được. Còn đằng này chị làm không có bao nhiêu rồi phải lo cho con chị học đại học nữa. 5-6 triệu là không được hả? Năm không được, ví dụ làm sao mà con chị học đại học á thì mình nói ở góc độ là công bằng khách quan thì chị tự lo chị con chị như sao thì bắt anh kia lo con chị. Tức là coi như là cái tiền lương chị á mà đi bán đi làm á thì chị lo cho con chị, còn thành ra ai lấy chị về á thì cái đó là phải lo một ngày chị. Cơm nước. Wow. Còn con chị thì không yêu cầu, con chị thì chị nuôi. Đúng nhưng rồi. Mà anh nào lấy chị về là phải nuôi chị. Đúng rồi, thì cũng giống như là nuôi con chị thôi, cái đó là tính chất bắt cầu. Không. Bà này khôn quá bạn. Quá khôn. Nó là bắt cầu đó, nó là đang nuôi chị luôn đó chị, con chị á mà chị lập gia đình mà chị đi á nó không đi theo chị, nó ở nhà với bà ngoại á. Thế thì theo chị thì một chú mà có nhà ở Việt Nam thì thu nhập khoảng bao nhiêu thì mới đủ? Chắc khoảng 20 triệu. Wow. 20 triệu trở lên mới đủ. 20 triệu. Ba ni đất trịch người đông thành phố phồn hoa đó, người giàu thì cười, người nghèo thì mà bắt buộc phải có nhà hả chị? Mình mới kết nối. Đúng rồi chứ bây giờ ở tuổi này nếu như mà không có nhà thì là nhà trọ, nhà thuê, mà cái tuổi của cái người mà mình định tiến tới á, người ta còn cũng còn cùng lắm là vài năm nữa hưu, mà thí dụ như tới tuổi như vậy mà vẫn còn ở trọ thì giờ biết làm sao? Nếu anh nè. À thì ra là cái bà này bà lo về vấn đề tương lai các bạn. Nếu mình ở trọ mà không có nhà thì cái tuổi mình sắp sửa về hưu rồi mà vẫn còn đi làm á, thì khi mà hết đi làm rồi đâu có tiền trả tiền nhà trọ nữa. Thì bà lo về tương lai, bà lo về xa các bạn thì cũng đúng thôi. Đó. Thì bà này cũng khôn thì các bạn, cái tiền mà bà làm ra thì cho đứa con đi học, học đại học. Còn ai mà muốn tới với bà phải nuôi bà. Bà khôn, rất là khôn luôn. Xin mời các bạn nghe tiếp. Mà lương 20 triệu nhưng mà ở trọ chị có chịu không? Chắc cũng không, không được. Không luôn, đương nhiên rồi. Đương nhiên là không rồi, tại vì bà không có muốn kết nối với ai mà đang mướn nhà trọ, bà nó đã nói vậy rồi. Sao chị khó vậy? Nhưng mà ở trọ mà lương 20 triệu thì khó. Vài năm nữa là hết làm được. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Cái độ tuổi của mình á, tại vì mình đã chọn cái độ tuổi lớn là 70 bảy mấy, chị cũng cần cái đó thì mình cái độ tuổi đó là một là đã hưu, hai là vài năm nữa là hưu rồi. Bây giờ mấy ông anh mấy chú ở dưới quê á, có nhà cửa về về dưới quê làm vườn này kia chị thích không? Không, không được đâu em ơi, ở thành phố. Sao? Ở đây á ba thích về thành phố rồi cũng thích về thành phố. Mà nếu như ngay cả mà Việt kiều mà hỏi á thí dụ như mà giống như điều kiện mấy anh mấy chú nó đưa ra là muốn qua Mỹ cũng được, muốn ở Việt Nam cũng được. Chị chọn cái là ở Việt Nam để thí dụ như mà có gì á, thỉnh thoảng chị chạy qua chị thăm con chị. Tại vì chị thích ở với con chị nhưng mà tại vì nó không chịu theo mình thôi. Nhưng mà lý do tại sao mà chị không về quê và chọn nhà thành phố?
xa, hơi xa, à. Xa. Bây giờ kiếm chú nào phải có nhà thành phố mới được. Đúng rồi. Có cần thiết phải ở ví dụ như Hóc Môn, Củ Chi, ở thành phố. Quận nào gần gần thành Sài Gòn. Bà này khôn thiệt. À, Tân Bình với lại quận Bắc. Bà này khôn thiệt bạn. Chọn Việt kiều mới chịu. Tại Việt kiều có nhu cầu tiền bạc. Nếu mà bà chọn vậy là tội nghiệp cho mấy anh ở Việt Nam. Khó kiếm vợ. Không có cửa để kiếm bà này. Cái quận Phú Mỹ Hưng rồi này kia ha. Đúng rồi. Là trung tâm đúng không? Đúng rồi. Củ Chi, Hóc Môn là thơm miễn tiếp. Trời ơi. Đất Củ Chi giờ mắc lắm á. Đất Củ Chi. Phải Sài Gòn hả? Trung tâm. Trung tâm. Đồng Nai được không? Đồng Nai cũng được. Đồng Nai cũng được. Được. Đồng Nai á, lên nói chung khoảng 30 cây số thì cũng được. Có gì chú tụi em này được không? Có chuyện được. Có gì á, đi dụ tính toán gì chạy về thăm con. Chú tụi em này chỉ biết một lô này bao nhiêu không? Bao nhiêu em? Một lô ở đây khoảng 7-8 tỷ á. Wow. Ừ. Nghe trung tâm thì được ha. 7-8 tỷ một lô. Xe quá hả? Ừ. Trời ơi, chỉ khéo chọn chứ. Đây là khu dân cư là sầm uất á. Ví dụ anh nào cũng đi làm công nhân bảo vệ, nhưng mà anh ấy có thu nhập, anh ấy về anh ấy phụ nuôi con cùng chị. Tuy rằng không được 20 triệu, nhưng mà cũng có phụ chị bớt một phần nào đó, chị chịu không? Thôi. Sao thế? Thế bây giờ méo mó có hơn không? Em, tức là em nói là không có nhà đó hả? Không đó có nhà, lương thôi, chỉ có lương thôi. Thì lương không có nhà. Thế nhà. Nhưng mà thì bây giờ thì bà không chịu. Thời gian sao là anh cũng nghỉ hưu rồi. Được, nuôi được mấy bữa, được mấy tháng. Thì đây bây giờ chị không có tiền. Anh làm 8 triệu về anh cho chị 4 triệu một tháng. Tự nhiên một tháng chỉ được 4 triệu phụ nuôi con. Nhưng mà về lâu dài thì không ổn. Tính được lâu dài hả? Đúng rồi. Đúng rồi. Bà này bà tính về lâu dài rồi. Nó mới bắt đầu nó tiến hành, bữa nay năm nay là nó vô đại học nè. Trời ơi, 4 năm nữa. Wow. 4 năm nữa. Rồi đó là cái đó là mới đi học thôi nha, chưa kể ra trường, không biết có xin việc được tiền chưa nữa. Nhưng mà wow. Em nói thật mà góc độ khách quan thì con mình phải tự lo chứ sao mình bắt anh nó lo được. Không thì coi như là chị nói là tiền chị làm tiền lương đi về thì chị cho con tiền học, còn ảnh chỉ lo ăn không. Cho trời mình thôi. Chị nói đấy là cái tính chất bắt cầu, chị lo cho con chị, anh nó lo cho chị thì tính ra nó bằng nhau, hai phương án A B suy ra là bằng nhau, hiểu không? A bằng B mà B bằng C thì suy ra là C bằng A. Không ví dụ như mà các bạn hiểu anh này nói không ạ? Cái phương pháp mà cái U53 này tính là cái phương pháp bắt cầu. Tức là các bạn có ba cái gì? A, B, C. Nếu mà A bằng B á và B bằng C á thì suy ra A phải bằng C. Đó là cái phương pháp bắt cầu tính theo cái logic các bạn. Bạn nào mà biết toán học á thì cái này rất là dễ hiểu thôi. Xin mời các bạn nghe tiếp nha. Con chị không có, mà thí dụ như mà công việc á thì nó gặp trục trặc gì hay gì đồ này kia thì cũng phải nuôi chị. Tại vì buôn bán á, thấy có nhiều khi cũng có những cái trắc trở á, gặp giả đồ này kia các cái. Bây giờ chị biết không, thật ra cái yêu cầu của chị 20 triệu một tháng á, thì là đó là cái nhu cầu chính đáng của chị. Thì đủ đáp ứng cuộc sống của chị thì đúng, đó là ý của chị. Nhưng mà bây giờ chị nghĩ đi, 50, 60 tuổi mà làm gì ra 20 triệu một tháng cũng hơi khó, trừ khi Việt kiều thôi. Đúng rồi. Hơi khó. Có kinh doanh, có nhiều người kinh doanh, buôn bán, có nhà cửa ổn định. Ha. Kinh doanh chứ, kinh doanh còn hơn đó. Thôi nè. Kinh doanh, đương nhiên kinh doanh thì là người ta là nhiều rồi đó, thu nhập của người ta nhiều rồi đó. Giờ anh nào anh chạy xe ôm đi, anh gái anh kể cho chị, anh kể ngày kể đêm luôn. Đủ một tháng 20 triệu cho chị luôn. Thôi, như vậy á, làm người ta cũng chết người ta luôn á. Chạy xe ôm. Đúng rồi. Trời nó phải đơn giản đâu, chạy được mấy chị tháng, biết, tháng một. Tại vì chị có đặt hàng mua trên Shopee đồ này kia, chị biết mà. Dạ. Coi như là, ví dụ như mà nó kể, mấy tụi nó kể là ví dụ một ngày á, 100 hay là 100 mấy đơn á, là chạy dữ dội lắm á. Wow. Chạy dữ lắm á mấy đường vậy. Rồi bây giờ mình lên tìm mà. Mấy người mà shipper bạn ở bên Việt Nam á, nghe nói bà nói rằng là một ngày mà có trên 100 cái shipper đó, 100 điều kiện hàng á mà chạy cũng nhiều lắm thì mới có cái số tiền đó. Cho nên bà này bà khôn, bà không thích chọn mấy người này các bạn. Nói chung tìm một hữu thương thì chứ thì có nhà cửa ổn định, công ăn việc làm ổn định tí xíu. Ừ. Kinh doanh buôn bán càng tốt ha. Ừ. Nếu ấy thì Việt kiều cũng được. Mà ví dụ như giờ chương trình em nhiều Việt kiều nha. Úc nè, Canada, Mỹ, rồi Pháp, rồi Việt kiều, Campuchia, Lào cũng có nữa. Ừ. Là Campuchia, Lào được không?
thôi em không, chị không thấy thích mấy nước bên châu Á đó. Nhưng mà ý là bây giờ Việt Kiều mấy châu Á thì hiện tại có công ăn việc làm tốt mà. Thôi chị không, tại vì mộng của mình cũng không có mong đi nước ngoài lắm á, thành ra không có chọn mấy. Có nghĩa là chị nếu mà đi nước ngoài được cũng còn tốt, mà không được thì ở đây cũng được. Tại vì chị nghe chú Thị là nói nếu mà hợp tình hợp lý là mua nhà ở đây luôn, là đúng chị rồi. Thích đúng không? Đúng rồi. Bà này bà cũng có cái mộng đi nước Mỹ bạn. Thì ông Thùy á, là ông Việt Kiều Mỹ 74 tuổi đã về hưu rồi. Thì người vợ nào mà thích ổng muốn ở Việt Nam cũng được, muốn ở Mỹ cũng được. Cho nên bà này bà thích, bà có hai đường lựa chọn lận. Cho nên bà chọn ông Việt Kiều 74 tuổi. Còn cái ông Việt Kiều Đinh Trần gì đó 55 tuổi mà không biết sao. Cái người này là làm trong cái hãng Boeing đó, 7-8 ngàn lương một tháng. Thì không biết cái người này sao bà không chọn. Mình không hiểu nha các bạn. Thì đây là cái quyền lựa chọn của cái bà này. Lớn tuổi nhưng mà ta có lương hưu. Lớn, đúng cái đó là chú hơn 21 tuổi. Chị là ta 74 tuổi mà chị mới có 54 à? 53. 53, cách nhau ta 2 mấy tuổi là sao? Không mà, sao đó. Nhưng mà hiểu coi đó. Như cái mạnh của chú á, thì có điều kiện nhà cửa với lại lương hưu này kia. Lương hưu 50 triệu rồi xài đuối luôn á. Wow. Đó. Xài hết không? Thì vậy chị mới về chị lo lắng. Cái đó thì còn lại thì chú để dành. Bây giờ chú Thủy mà giao cho chị 1 tháng 2.000 đô chị sẽ làm gì nè? Coi như là xài hai người ăn uống rồi tiêu xài còn lại để dành gom đó. Rồi thí dụ như mà chú có hôm bữa là nói lớn tuổi rồi thì không có buôn bán, không kinh doanh gì phải không, mà mua mấy cái nông trại hay gì á, để cho người ta làm. Bạn thấy nè. Đó, cái đó là coi như gom tiền lại thì để dành vô mấy cái đó. Cái này không biết có thật sự không bọn bạn? 2.000 tháng gom tiền lại mua mấy cái nông trại đủ không? Có đủ tiền mua nông trại không? Mình nghĩ là không đủ đâu. Ông nói như vậy không biết á. Không biết không được. Rồi mua khách sạn hotel nữa. Tiền đâu ra mua. Đi ở nhà mướn với lại người nhà người cháu 500 đô một tháng. Trả tiền mướn nhà đó. Ông không có nhà bên Mỹ nữa làm sao đi mua mấy khách sạn hotel ở Việt Nam. Bởi vậy khán giả mới nói là ông này là ông Việt Kiều nổ. Nhưng mà chú cũng nói là ví dụ bên vợ mà thích kinh doanh buôn bán thì chú vẫn tạo điều kiện cho làm, còn không thích làm thôi. Ở nhà cơm nước ngoài chợ thôi cũng được. Đúng rồi. Chị theo dõi kỹ ghê nhỉ. Thế ngoài hai anh Việt Kiều đó thì có chọn ai nào nữa không? Đó, chị nói là cái chú nào mà huấn luyện viên bóng đá ở Biên Hòa đó mà tìm lại bài không thấy. À. Cái bài nào mà tám cô mà túm vô á mà lên để chọn đó cao lắm á, mấy chục triệu tháng á. Mà sao không thấy lại bài của ổng đâu hết trơn á. Chọn toàn kẹo thơm không á. Rồi, thế bây giờ chị có lời nào muốn nhắn gửi tới chú Thủy 74 tuổi không? Mấy anh, hai anh này, anh phỏng vấn bà này, bà anh nói rằng là bà này bà toàn là chọn toàn là kẹo thơm không. Thì coi bà ông nhắn với lại ông Thủy này ra sao các bạn. Chú Thủy, anh Thủy ơi, anh Thủy ơi, nếu như mà, anh Thủy ơi, mưa nếu như mà anh đồng ý anh chọn em thì em hứa sẽ đi theo chung Thủy với anh suốt đời, chung suốt quãng đời còn lại. Hôm nay chị lên đây chị có cam kết tất cả những thông tin chị chia sẻ là đúng và chị chịu trách nhiệm chứ. Ok bạn, đó là cái lời phỏng vấn của hai cái anh trên cái kênh YouTube đó, phỏng vấn bà này. Thì bà này bà nói ông bà chốt đơn. Có lẽ là bà thích ông Việt Kiều Mỹ 74 tuổi rồi. Tại cái theo cách suy nghĩ của bà này, bà thích người nào mà mua nhà cho bà ở, rồi có tiền nữa, rồi kinh doanh, rồi đầu tư này nọ. Cho nên bà khoái, bà chốt đơn ông Việt Kiều Mỹ 74 tuổi rồi các bạn. Thì cái đây có phải là kết nối yêu thương không bạn? Nghĩ rằng là phân nửa này phân nửa nọ nha. Đây là đúng ra đây là kết nối tài sản các bạn. Mình nghĩ rằng là vậy á, kết nối tài sản. Thì ông Việt Kiều này ổng nói nhiều quá mà không biết ổng có làm được hay không. Và lương hưu một tháng là 2.000 là cũng nhiều, 50 triệu một tháng các bạn. So với lại lương kỹ sư ở Việt Nam á, chỉ có mười mấy triệu một tháng thôi, hoặc là 9-10 triệu hoặc là gì đó. Nó không có nhiều như 50 triệu như bà này nói không. Bởi vậy cái số tiền hưu trí quá cao cho nên bà này bà thích. Rồi bà nghe ông này hứa hẹn là mua khách sạn, hotel này nọ. Cho nên nó, cái sự chia sẻ này làm
hấp thu những phụ nữ ở Việt Nam, rồi những người mà bà mấy bà mà lớn tuổi á, nghe nói thấy mát lỗ tai cho nên người ta muốn kết nối với ông ta. Thì bây giờ là có rất là nhiều phụ nữ Việt Nam đang muốn kết nối với lại ông Việt Kiều Mỹ 74 tuổi. Tại sao bà ta không kết nối với lại ông Việt Kiều U55 tuổi, tức là ông tên là ông Đinh Trần. Thì ông này cũng có cái lương hưu, không phải cái lương làm việc hàng tháng là cũng 7.000 cho tới 8.000 một tháng các bạn, cũng hấp dẫn lắm á. Nhưng mà ông, nhưng mà bà lại chọn cái ông Việt Kiều U74 đã về hưu và có lương hưu là 2.000 tháng, là 50 triệu các bạn. Ngày nay thì mình thấy cái sự, cái phong trào mà kết nối yêu thương nó khác như cách đây mấy năm về trước các bạn, nó khác xa rất là nhiều. Và những ông Việt Kiều Mỹ đã về hưu rồi, bây giờ rất là có giá luôn. Bạn mà hô lên, bạn có lương hưu nhiêu á, các bạn lên kết nối yêu thương cái chương trình đó, các bạn sẽ được phỏng vấn và có rất là nhiều người, người ta theo dõi và người ta sẽ kết nối cho bạn. Nhưng mà không biết á, cái ông Việt Kiều 74 này á, không biết có chọn được ai chưa mà ông đã lên cái chương trình kết nối yêu thương hơn tháng nay rồi và có rất là nhiều phụ nữ đang theo dõi ông đó. Các bạn, đó là câu chuyện rất là buồn cười. Mình thấy rất là nhiều cái đề tài, những cái câu chuyện rất là buồn cười tại Việt Nam về vấn đề kết nối yêu thương. Và mình nghĩ rằng là đây là cái kết nối tài sản chứ không phải là kết nối yêu thương nữa các bạn. Rất là lạ lùng luôn ở Việt Nam. Và có rất là nhiều người đã, và những cái có rất là nhiều kênh ở Việt Nam á, họ đã lập ra những cái chương trình kết nối yêu thương các bạn. Và những người mà lên mạng á, là để tìm một nửa là những người lớn tuổi không. À, mình không thấy những người trẻ tuổi nha bạn. Cho nên có một số YouTuber họ cà khịa những cái video này. Đó, người ta cà khịa rất là nhiều luôn và rất là buồn cười. Đó các bạn. Ok, đó là sự chia sẻ của Chi Lê bữa nay. Chi Lê xin tạm dừng video đây. Các bạn thấy video này hấp dẫn, thú vị, hãy cho Chi Lê một like nha. Và hãy ủng hộ cho kênh của Chi Lê bằng cách là nhấn cái nút subscribe ở dưới cái video đó. Chị Lê sẽ có nhiều thêm động lực làm thêm những cái video hấp dẫn kế tiếp. Chị Lê xin chào tạm biệt tất cả các bạn và xin hẹn gặp lại các bạn vào những video hấp dẫn kế tiếp. Chị Lê TV, bye bye, xin hẹn gặp lại, xin chào tạm biệt.